Chào mừng cả nhà đến với set đấu thứ ba. Ở phía gần là Điệp Cao, phía sau là Tân. Phát bóng ngoài, một điều. Giờ dư quay không kịp nha anh em. Phòng thủ tốt. Điểm tầng 2 một hai đều. Tân đã thắng 2 set trước đó, đây là set đấu thứ ba. Nếu set này Tân thắng nữa thì có thể sẽ chạy luôn. Cầu trái đã bị Tân bắt lưới rồi. 3-1. Cơ hội cho Đồng Văn luôn. Nếu thầy giáo một pha đập bóng khá đẹp nhưng là lại bị vẫn lưới, chưa được. quá đáng tiếc. Rồi nhát tay luôn, bỏ không qua lưới luôn. Điểm Tân 4-1. Bên phía Điệp bị lỗi chuyền hay khá Còn nhiều chưa nha bên anh em. nào dám siết hết. Chuyền hay quá dính. Và Cái chuyền kỹ lố không? thuật rất mạnh của Hiếu Thầy Giáo. Vẫn còn. Bóng 4-3. ngoài. Điểm Tân 5-1. Bên phía Điệp gặp quá nhiều khó khăn trong hai set đầu tiên. Vẫn Và còn. ở set thứ ba này cũng khởi đầu không được tốt lắm. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng lại bị chấn rụng. Điểm Tân 6-1. Ở set thứ ba võ phát nha. Số 83 không còn phát nữa. Lại chấn rụng đẹp lần thứ hai. 7-1. Quá nhiều khó khăn, quá nhiều khó khăn. Đã 7-1 rồi. Đánh giữa làm nên chuyện, điểm Điệp 2-7. Bỏ bóng quá khó. Điểm Tân 8-2. Bên phía Tân phối hợp tốt hơn và ghi điểm tốt hơn. Đã là 8-2 rồi. Tân chắn bóng ngoài. Điểm Điệp 3-8. Khoảng cách đã là 5 điểm rồi. Bóng ngoài không có chạm tay. Điểm Điệp 4-8. 19. Bỏ bóng không qua lưới. Điểm Điệp 5-8. Quá hay, Điệp trùm bóng không thành công. Thì bên phía Tân lại bỏ nhỏ ăn. Điểm Tân 9-5. Phòng thủ tốt. Cơ hội về cho Điệp. Lại chuyền lố nữa rồi. Bên võ, bên Tân phòng thủ tốt quá. Tân vừa bắt lưới thành công nữa. Điểm Tân 10-5. Bên phía Tân thủ tốt quá. Võ phát bóng không qua lưới. Điểm Điệp 6-10. Chỉ có 12 tới thôi nha anh em. Đã là 6-10 rồi. Quá đáng tiếc. Lại phát bóng ngoài. Điểm Tân 11-6. Chấn rụng nữa rồi. Tân giành chiến thắng 12-6. Cảm ơn cả nhà đã xem video, thấy hay like, share, subscribe ủng hộ thầy Di Vlog bóng chuyền độc lạ. Quá khó cho Điệp, Điệp thua cả 3 set luôn.